Xin chào mọi người và đặc biệt là những người tuổi Tý. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người về tử vi của tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Giáp Tuất của năm Kỷ Hợi. Một trong những cái tháng có cái phần địa chi không quá xung khắc đối với tuổi Tý của mọi người. Tuổi Tý của mọi người á, vào phải nói là năm trực thái tế là năm Canh Tý sắp tới. Với bắt đầu từ cái khoảng tháng 11 của năm nay, nó sẽ bắt đầu có nhiều cái điều không tốt đẹp xảy đến cho đến tháng 11 của năm tới, là nó chuyển cái vận trực thái tế. Trực thái tế thì nó sẽ bị xích xê với lại cái nó hơi bị giật. Thường thì nó thí dụ như 12 con giáp nó chỉ có 11 con rưỡi thôi, 11 năm rưỡi thì gặp là thái tế, cho nên là thái tế nó sẽ đi lùi hơn một vài tháng. Cho nên là bây giờ bắt đầu nói chung là mình rớt xuống cái hố thì từ từ nó sẽ phải có những cái gọi là tín hiệu để là mình phải rơi vào hố. Thì đối với cái năm này của người tuổi Tý thì cũng không quá gì là xung khắc, quá gì là có nhiều điều mà phải suy nghĩ. Tuy nhiên là tháng 8 vừa rồi, là đây hôm nay đã là 24-25 tháng 8, thì với Tý Dậu nằm trong tứ hành xung thì nó vẫn có nhiều cái chuyện buồn phiền đối với người tuổi Tý. Thì bây giờ mình sẽ xét xem coi như là cái tháng 9 âm lịch này, cái tháng hỏa ở trong cái tháng 9 này nó sẽ ra sao, tháng Giáp Tuất. Đầu tiên hết thì mình sẽ phải nói đến những người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960 với mệnh Bích Thượng Thổ. Xét về trụ mạng, với người mạng Thổ gặp tháng hỏa là được tương sinh bổn mạng, tốt cho sức khỏe, và khi mà được tương sinh thì phúc tinh và tài tinh vì thế nó cũng được hưởng lại và tạo ra cái sự xung đột, đẩy lùi những cái phá và bại tinh nằm ở trong hạn của mình ở tử vi cả năm. Đó là một cái tín hiệu tích cực cho người tuổi Canh Tý về cả bổn mạng và nhiều thứ khác. Tiếp tục đó là về thiên can thì người Canh Tý không có được tốt đẹp cho lắm. Với chữ canh sẽ khắc chữ giáp của tháng, như vậy thiên can khắc tháng, công việc báo hiệu nhiều trắc trở lo buồn. Thật sự mà nói thì ở cái tuổi sinh năm Canh Tý này á, thì các anh các chị, đa phần thì các chị nếu mà có đi làm cơ quan hãng xưởng thì cũng đã về hưu, còn các anh thì nếu như là còn thì chắc cũng là đang chuẩn bị chờ để hoàn tất cái việc chuyển giao công việc mà nghỉ thôi. Thứ hai, nếu như còn các anh các chị mà kinh doanh thương mại thì nên cẩn thận, ở tháng này sẽ coi chừng có nhiều cái rắc rối ở trong công việc xảy đến. Tuy nhiên là do chữ canh khắc chữ giáp cho nên là có rắc rối, có buồn phiền, có đôi chút gì đó khó khăn ở trong công việc thì vẫn nằm trong cái tầm khống chế của các anh các chị thôi, các anh các chị yên tâm. Địa chi Tý Tuất là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau. Như vậy thì gia đạo tình cảm không có nhiều cái sự xáo trộn muộn phiền, rất tốt đẹp với những cái người mà gọi là lớn tuổi, muốn có cuộc sống yên ổn như các anh các chị tuổi Canh Tý. Như đã nói, mong người tuổi Tý thì vốn dĩ giỏi nhất vẫn là tính thích nghi trong cuộc sống, giàu sống cũng được, nghèo sống cũng xong, miễn sao đủ ba bữa là được. Tức là thấy con chuột, mọi người ta ở dưới nước thì nó cũng có là chuột nước, lên núi nó vẫn sống được, là chỗ nói chung là bất cứ chỗ nào ở trên địa cầu có sự sống thì đều có chuột nhà ta. Tức là chuột rất là dễ thích nghi ở môi trường sống, ở hoàn cảnh sống, mà chính vì điều đó lại là người mang mệnh Thổ nữa thì các anh các chị tuổi Canh Tý có khổ cực bươn chải làm ăn, nhưng mà đều con cái rất là dễ thích nghi trong cuộc sống và biết tự hài lòng với cái việc cuộc sống của mình. Đó là điều rất là tốt đẹp cho người tuổi Canh Tý. Tiếp đến đó là người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972 với mệnh Tang Đố Mộc, một trong những cái tuổi chịu nhiều ảnh hưởng xấu nhất của tuổi Tý nha, riêng của tuổi Tý thôi. Ở trong cái năm 2018 kéo sang năm nay thì có nhiều điều vẫn cứ trục trặc, không có suôn sẻ. Thật sự mà nói là năm Canh Tý sắp năm Tý sắp tới thì là một cái năm nhiều cái khó khăn.
Thì như đã nói thì cái gì cũng vậy ha, cái mình xuống dọc rồi mình đi lên, thì muốn xuống tới tới đỉnh thì mình phải trên đà mình lao xuống. Cho nên là từ 2018 với chữ Mậu khắc chữ Nhâm nó kéo từ từ từ, các anh các chị tuổi Nhâm Tý nó có nhiều cái điều không có ok lắm. À, phải nói rằng là 8 tháng vừa rồi của năm năm Kỷ thì cũng Kỷ Hợi cũng không có đem lại nhiều cái tài lộc, nhiều cái sự may mắn cho các anh các chị tuổi Nhâm Tý. Bình bình và có cảm giác là lùi xuống chứ không có tăng lên. À, thậm chí có một số anh chị thì phải sinh vào những cái tháng xung á, thì còn bệnh hoạn nhiều nữa, buồn phiền đeo trong lòng, không có giải quyết được cái vấn đề. Thì xét cho đến tháng 9 này, tháng Giáp Tuất, một tháng Hỏa, thì người Nhâm Tý sinh năm 1972 thì mạng là tang đố mộc. Như vậy xét về trụ mạng là bị mộc sinh hỏa. À, tháng người tuổi mộc gặp tháng hỏa là sinh xuất bản mệnh, bổn mạng không được tốt đẹp. Khi mà sinh xuất bản mệnh á, thì là phúc tinh và tài tinh vì thế nó cũng yếu đi. À, đặc biệt là nữ nữ mạng của Nhâm Tý năm nay có sao rất là tốt. À, với sao Mộc Đức thì phần nào cũng không có lo lắng, nhưng mà nam mạng thì không được tốt đẹp, nhớ cẩn thận giúp em ha. Cái sao của mạng thì khi mà phục như vậy á, thì yếu đi thì cái phúc tinh nó sẽ bị giảm bớt và rất dễ xảy ra những cái chuyện bất trắc lẫn từ trong cái bổn mạng lẫn công việc. Rồi thiên can thì chữ Nhâm chữ Giáp không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của Nhâm Quý là Thủy, Giáp Ất là Mộc, cho nên có thể nói nạp âm ngũ hành của thiên can là bị sinh xuất, rất dễ hao tốn tiền nhưng không quá lớn. Hoặc là các anh các chị có đầu tư, có chủ định về tiền bạc không, nhưng mà là ham chứ không có thu ha. Đó, cộng với sinh xuất của cả bổn mệnh nữa thì phúc tinh và tài tinh nó yếu đi thì chắc chắn là rất là dễ tốn tiền nhưng không quá lớn. Tiếp tục về địa chi, Tý Tuất thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, báo hiệu rằng gia đạo của các anh các chị tuổi Nhâm Tý ở trong cái tháng Giáp Tuất, tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi không có vấn đề. Đó là một cái điều tín hiệu vui đối với các anh các chị về mặt tình cảm và gia đạo. Tiếp tục đó là người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 với mệnh là Hải Trung Kim. Mình có nói vui là cái người mà Giáp Tý là rất là ok tính về bổn mạng, tự nhiên đứng đầu thiên can chữ Giáp, đứng đầu địa chi Tý, mệnh thì là mệnh Kim mà lại nằm trong Thủy. Kim thì sợ hỏa nhưng mà lại nằm trong Thủy nên là cuối cùng không có cái gì khác được mình. Nói chung là tính về mạng số, tính về thì là người Giáp Tý rất là lớn số. Như vậy đó ha. Cho nên là xét xem coi thử thì trong tháng 9 này là sẽ ra sao. Với cái người mệnh Kim gặp tháng Hỏa là Hỏa khắc Kim, bổn mạng khắc bị Hỏa khắc Kim là bổn mạng bị tháng khắc, sức khỏe không tốt, đề phòng nhiều cái tai nạn bất trắc. Tuy nhiên là nên nhớ như đã giải thích, Hải Trung Kim tức là kim nằm trên một trong lớp nước, cho nên là có hỏa cỡ nào đi nữa thì cũng khó có thể mà làm tác hại nặng nề đối với người Giáp Tý đó. Rõ ràng là cái người như mình phân tích là người Giáp Tý mà bổn mạng của họ rất là khó lung lay, trừ những người có gây quá nghiệp quá lớn thì mình không nói rồi. Còn nói vào bệnh đồ này kia thì không phải là người hay bệnh. Rồi thiên can thì chữ Giáp đồng hàng với Giáp Tý, Giáp Tuất đồng hàng, công việc hanh thông thuận lợi, dễ sinh tài lộc, đó là điều rất là vui đối với người Giáp Tý. Vì người Giáp Tý là người vốn dĩ có thích cái tính chữ chỉ huy, bởi vì đứng đầu thiên can, đứng đầu địa chi lại là kim trong thủy thì rất là thích chỉ huy, rất là thích chỉ tay năm ngón, cho nên là đây là một cái điều tốt đẹp, sinh tài lộc ở trong cái công việc của mình. Địa chi thì cũng giống như các tuổi Tý khác, tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tư cách, cho nên gia đạo ở trong cái tháng 9 này không phải là vấn đề lớn đối với tất cả những người tuổi Tý, tuổi Giáp Tý, tất cả những người tuổi Tý nói riêng, nói chung và Giáp Tý nói riêng không có phải đề phòng lo lắng cái việc tình cảm gia đạo ở trong cái tháng này. Chỉ nếu mà là
các bạn tuổi Tý thì mình sẽ phải để ý cái bổn mạng của mình một chút xíu, nếu không muốn nó có trầy xước hay là gì. Tuy là nó không nguy nan, nó không đến mức là mất mạng, nhưng có thể là với cái sự tương khắc này nó có thể tạo cho các bạn cái trầy trụ hoặc là đứt tay đứt chân hoặc là bị cái gì đó xúc sức mẻ, coi như trầy sơn ha, trầy di tróc giấy chút xíu ha, nhớ cẩn thận. Tiếp tục đó là người tuổi Tý, Bính Tý sinh năm 1996, với cái mệnh giảng hạ thủy mình nói rồi ha, nam mạng Bính Tý thì gặp nhiều may mắn hơn là nữ mạng nhiều. Lý do một điều là mình có giải thích đó là đây là con chuột nước, mà con chuột nước thì thường rất là sung túc, đồ ăn không có ấy ha, chuột giảng hạ thủy mà cái khe nước nhỏ này nó rất hay. Giảng hạ thủy thì mình có đọc sơ vài có một cái số người mà sinh vào những cái tháng tốt á, thì họ giống như là một cái khe nước nhỏ, khi họ chảy nó sẽ ít cái vật cản. Người ta ít khi nào người ta làm đập xây hồ được ở trên cái dòng chảy nhỏ, họ chảy càng lớn họ càng ra từ trên nhỏ giãn hạ thủy, từ cái khe nhỏ chảy xuống thành cái sông, sông chảy xuống ra biển thành nước. Cho nên là cái người này ra đời càng đi xa càng đi sâu thì càng nhiều người được yêu mến và giúp đỡ mình, tạo cho mình cuộc sống tốt đẹp. Đó là người Bính Tý nam mạng. Nữ mạng thì hơi linh binh hơn một chút xíu, nhưng mà như đã nói là trai thì đinh nhâm, gái thì quý bính. Bính Tý thì thường là đẹp mã, nhàn thân, chứ không không tốt, không nổi tiếng, không tốt, không thu hút nhiều người như là nam mạng. Tuy nhiên là cũng không phải là người xấu số ha. Rồi xét trong tháng 9 âm lịch của cái năm Kỷ Hợi thì sẽ ra sao? Với cái người mệnh thủy gặp hỏa, gặp tháng hỏa là bổn mạng khắc tháng, sức khỏe cũng không có ok. Như đã giải thích ở nhiều cái video trước là giữa cái việc mà bổn mạng và tháng á, thì xấu nhất vẫn là tháng khắc bổn mạng, giống như là người Giáp Tý ở đây là bị hỏa khắc kim. Còn nếu như mà rồi sau đó xấu nhì là bổn mạng mình khắc tháng, và xấu thứ ba là bổn mạng bị bệnh sinh xuất. Tức là thí dụ giống như đây là hỏa thì người mạng mộc sinh xuất ra thì lúc đó nó yếu đi. Ở đây là bổn mạng của mình, người giảng hà thủy gặp tháng hỏa là mình khắc tháng, cho nên là có thể là có cảm sổ mũi, bệnh giặt hoặc là trầy trụa tay chân nhẹ nhẹ, không quá ảnh hưởng đến bổn mạng của mình. Đó là một cái điều rất là vui cho người tuổi Bính Tý. Các em tuổi này thì đang ở trong cái thời kỳ rất là năng động ha, hoạt động dữ dội, rồi đi xa, rồi phượt phiết rồi ha, thì không phải phải quá đáng lo. Cái điều này là điều tích cực. Rồi tiếp tục đó là thiên can Bính Giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Bính Đinh thuộc hỏa, Giáp Ất thì thuộc mộc, cho nên có thể nói đây là thuộc dòng tương sinh, mộc sinh hỏa, cho nên là công việc có sinh tài lộc tốt, có thu, chứ không phải giống như là cái tháng tháng vừa rồi, tháng 8 này là quý bính thực sự ra mà nói là đồng hàng, không có tương khác nhau. Tuy nhiên là quý thì thuộc thủy, bính thì thuộc hỏa, cho nên là cũng tương khắc, không có tiền tài nhiều. Nhưng mà tháng 9 yên tâm, người Bính Tý sẽ có tiền, nhưng đừng mong cầu lớn, nhỏ nhỏ thì được nha. Rồi địa chi thì như cũng như các tuổi Tý khác, không phải lo lắng sợ sệt cái việc mà mình gia đạo có vấn đề tình cảm, có buồn phiền. Tháng 8 thì đối với người Bính Tý thì nhất là nữ mạng có chuyện buồn phiền không vui về chuyện tình cảm gia đạo. Ở cái tuổi này của các em là tuổi yêu đương mà, chắc là giận dỗi bạn trai là chồng mới cưới. Rồi tiếp tục đó là người cuối cùng của tuổi Tý, người Mậu Tý sinh năm 2008 và Các Bác sinh năm 1948. 2008 thì các cháu còn nhỏ quá, mình chỉ ăn và học cho nên là mình không nói tới nhiều. Cũng như các bác lớn là 1948 thì đã là ở những cái ngưỡng cửa là an hưởng tuổi già, cho nên là mình chỉ xét nhiều về bổn mạng và tình cảm, không xét nhiều phần công việc. Với cái người Mậu Tý thì là mệnh tích lịch hỏa, thì như vậy gặp tháng hỏa, tháng Giáp Tuất thì làm hỏa đồng hàng, bổn mạng sức khỏe không vấn đề, cho nên là không cần phải lo lắng. Dù là các bạn có sinh năm 1948 lớn tuổi, nhưng mà tháng này không phải là tháng phải lo lắng về cái việc sức khỏe của mình. Thiên can thì Giáp khắc Mậu, tháng khắc
thiên can, công việc dễ lâm bế tắc, hao tài tốn của. Nhưng mà đây mình đã nói rồi ha, một là nhỏ quá còn đi học, hai là lớn đang ở trong cái thời kỳ hưởng già, cho nên không làm ăn gì nữa, cho nên là cũng chả có thể nghĩ là mình ảnh hưởng đến cái phần công việc. Cái chủ thiên can nó ảnh hưởng nhiều đến công việc thì không có vấn đề. Địa chi thì rất là vui vẻ cho cả các cháu nhỏ từ Mậu Tý cũng luôn như các bác lớn, sẽ có được cái sự an ủi giúp đỡ của con cháu hoặc là cha mẹ, rất là ok, không có vấn đề. Như vậy thì mình đã chia sẻ xong cái tử vi vận hạn của tháng 9 âm lịch, tháng Giáp Tuất của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi Tý của mọi người. Mọi người nếu xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người được khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới, hoặc là cái kênh Tử Vi và Cuộc Sống. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.